Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh youtube Linh Lớp Lánh Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là 90, 20, 30 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ của tác giả Huỳnh Vĩnh Sơn Người còn có nickname là sói ăn chay sách viết cho dân chuyên xài chữ mà số với hình thôi là cũng biết anh sói ca này ảnh mặn cỡ nào rồi ha và trong này sẽ gồm có 90 bài học mà cô em 20 được tiếp nhận từ đàn anh 30 một ông anh có chức danh là senior copywriter đại khái có thể hiểu là copywriter cấp cao đó và quyển sách này sẽ mang đến cho người đọc ba điều thứ nhất là những cái kiến thức cơ bản nền tảng cho những ai muốn bắt đầu với nghề viết trong ngành marketing mình gọi chung là copywriter đi ha bởi vì đó cũng là cái vị trí mà bác 20 đảm nhận thứ hai là những cái hình dung tổng quan về công việc của một copywriter cái môi trường làm việc của họ những cái người mà họ phải tương tác ngoài cái chuyên môn của mình và thứ ba là cái thái độ cần có đối với nghề này quyển sách này nó thú vị ngay ở cái cách mà nó trình bày nó sẽ không phải là kiểu chứng một 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 công thức tán gái của sói ăn chay mà nó y hệt như một quyển truyện tranh. Thông wow. qua những cái câu chuyện thực tế của ngành truyền thông quảng cáo để dẫn ra cái kiến thức trực quan. Mình là một đứa rất là quan tâm đến marketing và truyền thông, vì vậy mình đọc khá nhiều sách liên quan đến lĩnh vực này. Tuy nhiên đọc xong quyển nào cũng cảm thấy một mớ mông lung và dở. Dọn nhưng mà 90, 20, 30 không hề gọi mình ngược lại khiến cho mình cảm thấy rất là dễ hiểu, dễ dùng nói chung vô cùng có ích đối với mình. Điều mình cảm thấy tâm đắc nhất đó chính là những cái lưu ý của anh 30 về thái độ đối với nghề này. Thái độ là cái cách mà mình hoàn thành công việc, là cái cách mình tìm tòi học hỏi, là cái cách mà mình không ngừng tìm cách để thấu hiểu đồng đội, thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu đối tượng truyền thông. Đọc quyển này mình hiểu là copywriter không phải chỉ viết cho đối tượng truyền thông đọc còn phải viết sao cho đồng đội bên mảng hình ảnh có thể nhìn thấy được hình ảnh trong câu chữ để tạo ra sản phẩm hình ảnh đồng đội bên mảng âm thanh có thể cảm nhận được cái tiết tấu của câu chuyện để tạo ra cái phần âm nhạc cho nó phù hợp cái nghề này nó hay ở chỗ đó đó nó buộc mình phải không ngừng tìm tòi học hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới đất có hay ở chỗ nữa là nó rõ ràng là linh hồn của một chiến dịch truyền thông quảng cáo Tuy nhiên nó lại được thể hiện thông qua hình ảnh, qua âm thanh và cái ý nằm sau câu chữ Chính vì vậy người làm copywriter không thể chỉ có viết giỏi mà còn phải biết kể chuyện hay Biết truyền cảm hứng cho đồng đội của mình để họ nặng ra đứa con của mình một cách hoàn mỹ nhất Và là người làm copywriter còn phải biết tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình Nhưng mà cũng phải biết dừng đúng lúc Vì trong cái quyển sách này nó có một cái tình huống rất là thú vị đó là một ngày nọ khách hàng nói em ơi cái chữ vững sao nghe nó trơn vơn Bấp bơn quá à? trời ơi mình đọc có đó xong là mình biết ngay mình của thổ đôi mươi sẽ bật lại ngay và dạ, chế lý chế là ừ, cái chữ vững nó không được vững ha mình của bây giờ thì cũng không hơn là mấy đâu khách hàng vô lý đúng không đó ra họ không có chuyên môn về câu chữ mà lại đi tranh luận với copywriter vấn đề nằm ở chỗ khi mình mới học nói học xài từ đó mình sẽ dùng nó rất là lý trí nhưng khi đã thông thạo rồi mình lại dùng nó như một thói quen vì vậy ngôn ngữ nó có một cái sự cảm tính nhất định và người làm copywriter thì cần phải hiểu không phải chịu vững nó không vững mà là khách hàng họ không thích cái câu đó nhiệm vụ của mình là dùng cái ý đó viết ra một cái câu khác dùng từ sao cho đau vững theo ý của người trả tiền nghề này mà có lẽ là nghề nào cũng vậy thôi sẽ luôn có những cái khó khăn đi kèm với những điều thú vị như bé hai mươi có nói đó bé đeo bám cái nghề này là bởi vì ghiền cái cảm giác lúc nào trong đầu cũng có chuyện để suy nghĩ hết đi đâu thấy cái gì hay cái gì đẹp cũng phải chụp lại ghi chép lại liệu là còn có một cái nghề nào mà người ta có thể vừa tám xàm vừa cười vừa cãi nhau banh chành được ngắm người đẹp mỗi ngày nữa mà vẫn được trả tiền như cái nghề này không? Và ừ. khi mình đóng lại cái quyển sách này á, bài học đầu tiên mình nhớ đến đó chính là nói mà không nói. Tức là cái cách diễn đạt, dẫn dắt người xem, người đọc đến với cái sự thật đằng sau câu chữ. Và mình tự hỏi, đằng sau những câu chữ này, tác giả muốn gửi gắm điều gì? Mình không biết đó có phải là ý của anh hay không Nhưng mình thực sự rất thích Cái điều mà mình nghĩ đến Đó chính là hãy làm một người tốt trước khi trở thành một copywriter bạn nghĩ sao về điều này hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại hẹn nhé